Thử thử tay nó đeo không? Đó, mình đợi nó lên. Đó là mình đổi tiếng ha. Hàng đổi tiếng ha. Chị, em chuyển tiếp piano đầu tiên đi. Dạ đúng rồi, đánh coi. Rồi em cứ qua phải hết cỡ coi. Nó là cái tiếng fret. À, còn ngược trở lại hết coi, nó sẽ đục. Ngược trở lại hết, em đánh coi. Ấm hơn. Đó, thường là thành pha là pha chính giữa. Đấy, tùy trường hợp mình sẽ thay đổi. Đúng rồi, có mở nhịp. Hả? Đó, mở nhạc đó. Được, cái này nó cái dàn loa nó lớn. Em cứ nhìn ở dưới cái dàn loa nó rất là lớn. Xin chào các bạn, hôm nay Hoàng có một cái bạn gái khách hàng rất là xinh đẹp, dễ thương, mua một cái đàn HP 207 và Hoàng chở bạn về và chở đàn về cho bạn luôn. Đó, thì Hoàng đang có mặt ở Mỹ Tho và đàn đã đặt xuống rồi. Đây nha, đây là cái HP 207 và hôm bữa Hoàng có làm cái review rồi, thì đây là chính là cái cây đó luôn, cái cây mà các bạn xem trên clip á. Thì cái cây này là cái cây giống như SH của cái nam đọc, tức là cái cây cao cấp nhất của cái nam đọc. Thành ra cái tiếng và phím của cái này rất là đã nha các bạn nha. Loa lớn, loa đây, hai phần loa và bên dưới nữa là một cái tảng loa lớn luôn đó. Thành ra nó sẽ khai thác được tất cả các tần số nhỏ, to, trung. Đó, đại khái là các bạn biết là cái loa nó lớn và nó sẽ cho mình nhiều cái giải tần để cấp cho mình nhiều cái rung động và cảm xúc nha. Đấy, rồi thế này nha. Thank you.
Đại loại vậy các bạn ha. Rồi, Hoàng làm clip này để giới thiệu cho các bạn thêm một cái sản phẩm là HP207 ha. Hôm bữa làm clip rồi, hôm bây đây Hoàng làm cái clip giao đàn cho một bạn khách hàng. Rồi, Hoàng cảm ơn các bạn đã theo dõi các clip trên cái kênh của Hoàng, cũng như cảm ơn các bạn hôm nay có mua đàn, có giao đàn thì mới có cái clip này, thì Hoàng cảm ơn luôn cả các bạn khách hàng đó. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Rồi, xin chào các bạn. Trước khi về thì Hoàng muốn review luôn cái tiệm của nhà bạn đó. Nhà bạn đó làm về đồ chơi xe ô tô. Hoàng thì Hoàng chưa có sử dụng dịch vụ của gia đình bạn đó. Tuy nhiên là mình thấy là các thành viên trong gia đình rất là yêu thương nhau. Khi mình đến giao đàn thì mọi người cũng ân cần với mình lắm, chu đáo với mình lắm. Thành ra Hoàng biết chắc là những cái người ân cần và chu đáo như vậy, lịch sự như vậy á, thì sản phẩm của họ cũng rất là tử tế và đàng hoàng. Nên được thì các bạn ở Mỹ Tho thì đến ủng hộ cho gia đình bạn nhé. Rồi, xin rồi. Thôi bây giờ lên xe đi về thôi. Bye bye.